Thank you.
Yếm lâu lắm, tao gói đi. Yếm lâu mới gì này, tao gói đi. Yếm lâu lắm, tao chỉ gói đi. Yếm mai mua tỏi thì ngay yếm lâu lắm, tao gói đi. Tao chỉ gói đi, tao mới hà la với tao. Yếm mai lâu. Yếm mai lâu nè, tao gói đi. Yếm mình yếm lâu nè, yếm mai yếm mua tỏi thì. Ham mua yếm mua tỏi mai, tao cũng mua. Tao yếm mai lâu, tao chỉ gói. Yếm mai lâu nè, tao chỉ gói. Tao chỉ gói. Yếm mai lâu, tao gói. Yếm lâu nè. Ham mua cũng mua nè. Yếm mai yếm mua tỏi. Tao chỉ rồi, chỉ mấy lâu nữa. Tao gỡ mua ai to mình. Tao gỡ mua ai to mình. Mồi, tao gỡ mua ai to lâu mình. Nước tao tao nãy để chơi nhủ, chỉ mấy lâu nữa. Tao ăn bùa. Nãy là chuẩn bị những gì vào đầu tiểu anh ấy. Ăn bát. Chúng. Bao nhiêu em nghe sẽ lộ sẽ tao chỉ cần nãy tay. Ok, không muốn. Tao tập phun cái lồ ngăn tê quảng oi cái nhà cái lồ ngăn để tao tập phun cái lồ ngăn cái lồ để tập phun gì quá à nè phun cái lồ ngăn 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 nè phun cái Chẳng may bố mua tỏi. Nhà mà dùng nào.
Trứng của chị có bán không? Bán rồi. Bán em đi nhặt. Ờ thế tháng chị còn chưa chăn tiện mấy cái gì đi chăn xong mới nhặt. Thank you.
Ôi im nha, để em im nha. Im nha, em rơi nha. Em cẩn thận vào chứ. Ôi. Ôi.
Nhiều không? Bao nhiêu quả đấy? Đếm không? 300 quả đấy. Quả bao nhiêu vậy? 600 nhỉ? Có bán hết không? Trứng bán thế nào đấy? Ok, lấy tí nhỉ. Câu giá về tham mấy lít. Sắp đến nhà mình rồi. Nhà mình đấy. Đi không?